Mời quý vị và các bạn cùng đón xem chương trình Lào Cai Hội nhập của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Chương trình hôm nay xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Cửa khẩu quốc tế Lào Cai nhộn nhịp trở lại. Gỡ rào cản để nông sản Lào Cai vươn xa. Doanh nghiệp Lào Cai một năm vượt khó, thích ứng linh hoạt. Ngay sau đây là các nội dung chi tiết mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, sau hơn một năm thi công, tối ngày 8 tháng 1, Tổ hợp Trường Quốc tế Canada tại thành phố Lào Cai đã tổ chức lễ khánh thành giai đoạn 1. Dự buổi lễ có đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Buổi lễ còn có sự tham dự của ngài Son Pediste, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Canada tại Việt Nam. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trịnh Xuân Trường nhấn mạnh, trong quá trình phát triển, tỉnh luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho giáo dục. Việc đưa vào hoạt động Tổ hợp Trường Quốc tế Canada CIS Lào Cai là bước tiến mới cho quá trình hội nhập, tạo lập môi trường giáo dục chất lượng cao theo chuẩn quốc tế trên địa bàn. Đây là một mảnh ghép rất quan trọng cho nền giáo dục và sự phát triển của Lào Cai. Sự lan tỏa về một mô hình giáo dục mới, một sự lựa chọn mới không phải của Lào Cai mà của các cái tỉnh Trung Du miền núi phía Bắc và của cả nước và của các học sinh quốc tế tới đây cũng sẽ học tại ngôi trường này. Đó là cái sự lan tỏa về mối quan hệ hợp tác rất tốt đẹp Việt Nam và Canada và mối quan hệ hợp tác của tỉnh Lào Cai và Đại sứ quán của Canada. Trường quốc tế CIS Lào Cai đã được Bộ Giáo dục tỉnh bang Alberta, Canada cho phép giảng dạy chương trình phổ thông chính thức. Toàn bộ đội ngũ giáo viên Canada cũng như chương trình học của nhà trường đều đạt tiêu chuẩn giảng dạy của Alberta. Bắt đầu từ năm học 2022-2023, CIS Lào Cai đã tuyển sinh đối với các khối từ lớp 1 cho đến lớp 8. Đến thời điểm này thì hai bạn nhà mình đã học được ở đây từ tháng 10 đến bây giờ đã là được 4 đến 5 tháng rồi. Và mình rất là cảm thấy yên tâm khi gửi gắm con em mình tại trường quốc tế Canada. Các bạn ấy đã rất là tự tin khi thuyết trình hoặc là giao tiếp với cả mọi người. Tôn trọng bản sắc văn hóa của Việt Nam cũng như tại Lào Cai, thế nên là sự kết hợp của cả hai cái khía cạnh này tạo nên CIS Lào Cai trở thành một số 102, vừa có một chất lượng giáo dục giảng tuyệt vời từ đội ngũ giáo viên, vừa có một cái khung chương trình tuyệt vời của Alberta và vừa có một sự tôn trọng với nền văn hóa Việt Nam. Theo dự kiến, năm học 2023-2024, CIS Lào Cai mở thêm hệ đào tạo song ngữ từ lớp 1 cho đến lớp 12, cũng như mở rộng hơn nữa diện tuyển sinh, nhằm hướng đến mục tiêu trở thành trường phổ thông quốc tế hàng đầu khu vực. Thưa quý vị và các bạn, sau thời gian dài thực hiện chính sách Zero Covid, sáng ngày 8 tháng 1, Trung Quốc khôi phục toàn diện hoạt động xuất nhập cảnh qua các cửa khẩu với Việt Nam. Tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai, rất đông người dân và du khách hai nước đã làm thủ tục xuất nhập cảnh. Công tác phòng chống dịch đã được kiểm soát chặt chẽ. Hơn 7 giờ sáng, cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã trở nên nhộn nhịp, rất đông người dân có mặt để làm thủ tục thông quan. Vui mừng, háo hức là cảm xúc chung của mọi người. Đa phần những người xuất nhập cảnh là du khách Trung Quốc trở về nước sau thời gian dài lưu trú tại Việt Nam, hoặc là những cư dân biên giới có hoạt động giao thương, buôn bán qua cửa khẩu. Em cảm thấy rất là vui sau gần 3 năm, bởi vì khi đi qua cửa khẩu rất là tiện, em trở về với con rất dễ dàng ấy, và rất là vui khi cửa khẩu được mở lại. Háo hức mấy hôm nay rồi, sáng nay phải dậy sớm để chuẩn bị tinh thần sang bên này, rồi cũng tìm hiểu thông tin xem là mình phải làm những cái gì về kiểm dịch y tế để còn sang được nước bạn, để theo đúng cái quy định của hai bên để mình được xuất cảnh thuận lợi. Cũng trong sáng nay, 30 khách du lịch đến từ Trung Quốc đã làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam. Những nụ cười hạnh phúc, những cái bắt tay thật chặt, những người bạn, những đối tác làm ăn hai bên biên giới đã gặp lại nhau trong đong đầy hạnh phúc.
Tôi cảm thấy vui mừng, xúc động. 3 năm qua, dịch bệnh đã làm xa cách, không được sang bên nhau. Cảm xúc trở lại sau 3 năm, thật vui mừng. 3 năm xa cách, nhớ người bạn Việt Nam và món ăn ngon của Việt Nam. Tất cả anh em làm doanh nghiệp du lịch thì cả hai bên cũng rất mong là chính phủ hai bên tạo điều kiện để anh em có thể là phục hồi được lại công việc, để tạo công ăn việc làm cho tất cả mọi người làm trong nghề. Hôm nay thì ngày anh em cảm thấy rất là vui mừng khi đến cửa khẩu ngày đầu tiên là thông quan. Tỉnh Lào Cai đã bố trí các lực lượng chức năng theo dõi, giám sát dịch tại các cửa khẩu, đặc biệt là với những người đến từ khu vực đang bùng phát dịch hoặc nơi có các biến thể mới. Việc khôi phục hoàn toàn hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh hứa hẹn sẽ góp phần gia tăng được cái năng lực thông quan hàng hóa, đồng thời giúp cho cái thị trường du lịch Lào Cai trở nên sôi động hơn khi đón một lượng khách du lịch rất là lớn đến từ Trung Quốc. Thưa quý vị và các bạn, vượt qua nhiều khó khăn, thời điểm này các hợp tác xã, hộ nông dân trong tỉnh đang chuẩn bị cho một năm mới với những thắng lợi lớn hơn. Đây cũng là cơ hội để nông nghiệp Lào Cai sớm hoàn thành các chỉ tiêu thuộc đề án 01 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh ngay trong năm 2023 này. 5 sản phẩm đạt từ 3 đến 4 sao OCOP và cả 5 sản phẩm này cũng vừa được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2022. Hợp tác xã nông sản sạch Gia Phú đang tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Nhờ lấy uy tín, chất lượng, thương hiệu đặt lên hàng đầu mà các sản phẩm của hợp tác xã làm ra trong năm qua tiêu thụ tốt. Trước ngày chúng tôi cũng làm thủ công nhiều, nhưng bây giờ là chúng tôi cũng áp dụng vào máy móc thì là cái sản phẩm nó tăng và được bạn hàng cũng đón nhận. Mình áp dụng vào máy móc thì là nó, thứ nhất nó sạch sẽ hơn nhiều, thứ hai là nó sẽ cái tiến độ nó nhanh hơn, thế nhanh hơn và cái sản phẩm nó ra được đều và nó mẫu mã nó đẹp hơn. Còn đây là những hình ảnh từ hội chợ nông sản Việt Nam tại Thái Lan vừa được tổ chức trong tháng 12 năm ngoái. Các sản phẩm OCOP như tương ớt Mường Khương, gạo sánh củ, thổ cẩm được lựa chọn để quảng bá, giới thiệu đến người tiêu dùng Thái Lan và du khách. Điều mà các doanh nghiệp mong muốn đó là sự hỗ trợ hơn nữa của địa phương để có thể vươn xa. Đang có hướng rằng là mình sẽ thuê của tỉnh lấy mấy chục HA, đang cần là có các cái vùng nguyên liệu riêng của hợp tác xã để mình quản lý được cái chất lượng đầu ra đầu vào của mình. Lào Cai hiện có 10 doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, 25 mô hình liên kết sản xuất giữa các doanh nghiệp với hợp tác xã và nông dân với tổng giá trị liên kết đạt 1.148 tỷ đồng. Những kết quả này là động lực để Lào Cai có thêm nhiều sản phẩm nông sản vươn ra thị trường quốc tế. Thông qua hội chợ này thì cũng rất là nhiều các doanh nghiệp muốn đến Lào Cai để tìm hiểu, nghiên cứu, đầu tư, khám phá về cái ẩm thực, về cái cảnh quan của Lào Cai cũng như thưởng thức các cái món ẩm thực, hình ảnh các cái sản phẩm nông sản, không chỉ là tương ớt mà kể cả các cái sản phẩm khác của Lào Cai sẽ được phát triển hơn và qua đó sẽ tạo cái động lực khuyến khích cho bà con có thể tăng gia sản xuất. Những hội chợ, hội nghị xúc tiến đầu tư như thế này tiếp tục được ngành chức năng của tỉnh thực hiện trong năm mới 2023. Cùng với sự hỗ trợ của nhà nước thì bản thân các doanh nghiệp cũng nhìn nhận rõ những rào cản nội tại để nắm bắt cơ hội, khẳng định hơn nữa thương hiệu nông sản Lào Cai trên thị trường. Chúng ta đang trong những ngày đầu năm mới 2023 với nhiều niềm vui và dự cảm tốt đẹp. Những kết quả nổi bật của tỉnh trong năm qua đến từ sự đồng thuận, đồng lòng, phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, sáng tạo, khơi thông những tiềm năng lợi thế của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và mỗi người dân Lào Cai. Và trong bức tranh chung ấy, cộng đồng doanh nghiệp Lào Cai đã thực sự nỗ lực vượt khó, thích ứng linh hoạt để vươn lên, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung. Khu công nghiệp Tàng Lỏng, một trong những khu công nghiệp hóa chất luyện kim lớn nhất của cả nước. Trong bối cảnh diễn biến dịch bệnh đầu năm 2022 tiếp tục tác động lớn đến chuỗi cung ứng nguyên liệu toàn cầu, mọi quy trình sản xuất của các nhà máy đã bị đảo lộn. Tình trạng khan hiếm nguồn nguyên liệu kéo theo chi phí đầu vào tăng cao khiến nhiều nhà máy điêu đứng. Tìm kiếm các cái nhà cung cấp vật tư ở các cái nước trong khu vực Đông Nam Á, từ châu Á như khu vực khác để mà thay thế cho các cái vật tư hàng hóa xuất xứ từ Trung Quốc, để đảm bảo cái chuỗi sản xuất của chi nhánh nó được liên tục và ổn định. Trước những khó khăn đó, nhiều doanh nghiệp đã chủ động, linh hoạt tìm mọi giải pháp để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, xây dựng lại kế hoạch sản xuất, tối ưu công nghệ, sắp xếp lại lao động, chủ động nguồn nhập khẩu thiết bị, nguyên liệu. Các doanh nghiệp đã từng bước lấy lại nhịp độ sản xuất. Sử dụng các nguồn quặng nghèo hơn để đảm bảo
nguồn nguyên liệu cho nhà máy hoạt động 100% công suất. Giá sản phẩm trên thị trường tăng cao nên doanh thu và lợi nhuận của Đức Giang năm vừa rồi đều cao gấp đôi năm ngoái. Có những thời điểm, Hợp tác xã Quế Tâm Hợi tồn kho đến 200 tấn sản phẩm quế các loại đã sơ chế. Tác động từ dịch COVID-19 làm giá cước vận tải biển, giá nhiên liệu, giá lưu kho bãi không ngừng tăng cao. Không lùi bước trước khó khăn, Hợp tác xã đã có những cách làm cụ thể để sản phẩm vẫn có mặt ở thị trường quốc tế. Khi có đơn hàng xuất khẩu, hàng tồn kho sẽ sơ chế lại, đảm bảo chất lượng, đồng thời ghép nhiều sản phẩm, nhiều loại hàng hóa trong cùng container để sử dụng tối đa trọng lượng cho phép. Một công đấy có thể phải bán lẻ cho rất là nhiều cái khách hàng nhỏ lẻ, yêu cầu là chế biến ra nhiều cái mặt hàng, tập huấn cho bà con là tự sản xuất tại gia đình, tăng cái thu nhập. Còn tại khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai, nhiều thời điểm hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa giữa hai bờ biên giới gần như đình trệ do các đối tác phía Trung Quốc dừng nhập khẩu để thực hiện chính sách phòng chống dịch. Trong khó khăn, chủ trương thích ứng an toàn linh hoạt đã được hiện thực hóa rõ nét. Cùng với việc lập chốt, khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm để tạo an toàn cho khu vực cửa khẩu, tỉnh Lào Cai đã triển khai nhiều giải pháp sáng tạo như cấp thẻ QR code miễn phí, sử dụng đội ngũ lái xe trung chuyển để vận chuyển hàng hóa qua biên giới nhằm nỗ lực duy trì hiệu quả hoạt động xuất nhập khẩu trong bối cảnh dịch bệnh. Sau khi vùng trồng sầu riêng cung cấp được cái mã vùng do nước bạn được phép nhập khẩu, là chúng ta phải có công xưởng để gia công, để làm vệ sinh sạch quả sầu riêng, chọn lựa những quả đạt tiêu chuẩn để xuất khẩu với nước bạn. Việc Lào Cai thực hiện rất tốt chủ trương của chính phủ về chuyển trạng thái sang thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19 đi đôi với phát triển kinh tế đã mang lại cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân địa phương rất nhiều kỳ vọng, tràn đầy quyết tâm duy trì sản xuất kinh doanh an toàn để đạt được những kết quả tích cực. Sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, du lịch và kinh tế cửa khẩu của Lào Cai đã phục hồi mạnh mẽ, đóng góp quan trọng vào tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân năm 2022 đạt 9,02%, cao hơn 3,57 điểm phần trăm so với năm 2021, xếp thứ 4 trên 14 tỉnh vùng Trung du miền núi phía Bắc và đứng thứ 26 trên 63 tỉnh thành phố trong cả nước. Trong kết quả ấn tượng đó, cộng đồng doanh nghiệp Lào Cai đóng góp khoảng 66% vào tăng trưởng GRDP của tỉnh. Chúng ta xây dựng được cái đội ngũ doanh nhân có khát vọng và có cái sự đóng góp về tích cực vừa cho doanh nghiệp nhưng mà cũng do cái sự phát triển chung của tỉnh. Và từ đó thì tạo ra cái động lực cũng như là kết nối doanh nghiệp để chúng ta khai thác được cái tiềm năng lợi thế trên địa bàn của tỉnh thông qua cái khu kinh tế cửa khẩu, thông qua cái dịch vụ về phát triển du lịch cũng như là về công nghiệp. Quá trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh của cộng đồng doanh nghiệp Lào Cai đang phải nỗ lực thích ứng và vươn lên trong chuẩn mực mới. Duy trì kinh doanh trong thế giới phẳng có rất nhiều cơ hội nhưng cũng luôn biến đổi khó lường. Việc xây dựng mô hình kinh doanh uyển chuyển có khả năng chống chịu và quản trị được rủi ro, tranh chấp là việc làm quan trọng và mang tính sống còn lúc này. Kỳ vọng mình năm 2023 thì sẽ được Đảng, Nhà nước, nhờ chính quyền sẽ quan tâm đến ngành du lịch và quan tâm đến cái chuyển đổi số và có những sự hỗ trợ quan tâm đến những homestay nhỏ. Tôi mong muốn là tỉnh sẽ tổ chức nhiều cái chương trình xúc tiến đầu tư, kêu gọi đầu tư cũng như là quảng bá xúc tiến để kéo được cái lượng du khách đến Lào Cai, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong các cái lĩnh vực đầu tư mới. Tôi kỳ vọng năm 2023 thì cái việc xuất khẩu chuối thuận lợi hơn và xuất được nhiều chuối hơn. Phát triển bền vững để vươn tới những chuẩn mực quốc tế. Cho nên cái thách thức rất quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp Lào Cai là phải vươn lên với những cái chuẩn mực mới và phải kinh doanh trong một cái thế giới có rất nhiều cơ hội nhưng mà biến đổi rất là khó lường. Quản trị được cái rủi ro, phòng ngừa được và xử lý có hiệu quả các tranh chấp thì đấy là một việc rất là quan trọng mà các cái doanh nghiệp cần phải quan tâm trong thời gian tới. Tức là phải xây dựng cho mình một mô hình, một cái phương thức kinh doanh và các hoạt động kinh doanh an toàn và có khả năng chống chịu cao. Lào Cai đang hướng tới những mục tiêu lớn lao hơn trong chặng đường phía trước, quyết tâm trở thành một cực tăng trưởng, trung tâm kết nối giao thương giữa Việt Nam, các nước ASEAN với vùng Tây Nam Trung Quốc. Bởi vậy, năng lực thích ứng của cộng đồng doanh nghiệp địa phương trong mọi điều kiện chính là một trong những chìa khóa để hội nhập thành công. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Lào Cai hội nhập hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.